Tập 16. Hắc Hổ, tăng cường nhân lực, coi chừng kho quân quả của chúng ta, canh phòng nghiêm ngặt. Hắn đã làm khổ chúng ta hai lần rồi còn dám tới nữa sao? Bọn họ đánh vào kho lương của chúng ta trước, lại đánh vào kho quân quả của đoàn 18. Chắc chắn là bị cắt mất tiếp tế. Không sợ giặc trộm, chỉ sợ giặc nhớ. Đi sắp xếp đi. Lão đại, sao lại tới không quân quả của đoàn 18? Phim được thuyết minh bởi YoYo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Lão đại, anh ở đây đã đi lòng vòng nửa tiếng rồi. Đây chắc chắn là nơi bọn họ giấu mèo. Tiến có thể công có thể, lùi có thể chạy. Tính ẩn mình rất mạnh, là chuyên gia làm. Anh nói là ra ngoài giải khuây. Không quân quả đoàn 18 bị đột kích, có liên quan gì tới anh chứ? Không đúng. Đây không thể nào do Triệu Kinh Trập làm. Tháng trước nó vừa cướp đồ vận chuyển của đoàn 18, đạn dược đầy đủ. Hơn nữa, nó đối với từng góc nhỏ của đoàn 18 không nơi nào không thông thuộc, cũng không cần trực tiếp xuất kích. Đây có thể là do người không thông thuộc hoàn cảnh xung quanh đây mà làm ra. Đại Mãn, sao cậu lại tới đây? Cậu dám chơi tôi sao? Không, tôi không nói vậy, anh cũng không để ý tôi. Sau này anh đừng có dùng nó để nói chuyện. Quân đệ sai rồi, xin lỗi. Nhưng mà lão đại, đoàn 18 thực sự đã không còn liên quan tới anh nữa. Ai nói tôi điều tra gì đoàn 18? Phong lĩnh đột nhiên có thiên tướng thần binh, tôi thấy rất thú vị, muốn làm rõ. Cậu muốn đi theo thì đi theo, không muốn đi theo thì cút về nấu cơm đi. Hôm nay là ngày lẻ đúng không? Cậu đi nấu cơm đi, đi đi. Lão đại, đó là gì? Đó không phải là một ngôi mộ sao? Có gì kỳ lạ đâu. Cậu tới đoàn 18 nhiều năm, trong chu vi năm dặm quanh kho quân quả có khi nào có mộ chưa? Không đúng. Dân chúng địa phương rất coi trọng đại sự, không thể qua loa như vậy. Ý anh là đánh trận cũng phải có người chết. Quân thường biết đây chắc là tuyến lộ tốt nhất cho bọn họ rút lui. Rất có khả năng đây là bọn họ làm cho qua loa trên đường trốn chạy. Tìm kiếm gần đây xem có manh mối nào không. Lão đại, chuyện này chúng ta không quản. Nói thừa quá. Kêu tìm thì đi tìm đi. Lão đại, có phát hiện. Quả nhiên là người đến từ bên ngoài. Trưởng ban quân du của đoàn 18 là thuộc hạ cũ của chú Thạch. Em xem có cách nào tìm ông ấy không? Làm gì? Tìm hiểu tình hình của địch. Qua đây.
ngồi xuống đi. Có cần tới mức đó không? Quân Đông Bắc, anh ta chắc chắn còn đang suy nghĩ suốt cuộc là ai. Cha, cha à? Ai vậy? Cha à? Tiểu Mãn, thực sự là con rồi Tiểu Mãn. Con về lúc nào vậy? Con vừa về tới. Con gái, cha nhớ con quá. Nào để cha xem. Thực sự con gái 18 thay đổi, xinh đẹp hơn rồi. Không chỉ đẹp mà còn sức khỏe khoắn, không còn là cô gái nhỏ nữa. Cha, cha vẫn khỏe chứ? Cha chắc chắn là khỏe rồi. Mỗi ngày ở nhà viết chữ, vẽ tranh, nuôi hoa, rất tốt. Ông ấy tốt lắm. Đường đường đoàn trưởng của đoàn 18, bây giờ thành người chăm qua, có thể không tốt sao? Chú Dương à, chào chú. Tôi khỏe so với ông ấy rất nhiều. Khỏe cái gì mà khỏe? Phải rồi, tiểu thư, tôi đi làm đồ ăn ngon cho cô. Hai người từ từ nói chuyện nhé. Sau biến cố 18 tháng 9, rất nhiều du học sinh ở Nhật đều không thể ở lại, đều muốn về nước tham gia kháng chiến. Không ngờ quân Đông Bắc đánh mất Đông Bắc, giống như là chiếc áo đánh mất khuy, hoàn toàn không để tâm. Còn cả quỹ viên trưởng, không nghĩ làm sao lấy lại giang sơn của ba tỉnh Đông Bắc. Suốt ngày làm cái gì mà muốn đánh ngoài trước, dẹp nội. Tiểu Mạc tiểu thư, cô đang tuyên truyền cho đảng Cộng sản rồi. Lời này không được tùy tiện nói. Chứ cũng là nghe người ta nói. Đúng, nghe một chút thì có sao đâu. Không được, nhưng mà lời này Chỉ là đừng có nói ra. Khi nào thu phục Đông Bắc, đó là vấn đề của quỹ viên trưởng phải suy nghĩ. Dù sao Trung Quốc rộng lớn, không chỉ có ba tỉnh Đông Bắc. Con biết rồi cha. Anh con đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Lão đại, trưởng ban thiết tới rồi. Đoàn trưởng Tiểu Mạc tiểu thư, về lúc nào vậy? Chú Thiết à, cháu vừa tới. Tôi nói này, nửa đêm canh ba tự ý xông vào nhà dân là có chuyện gì? Đoàn trưởng là có người xông vào nhà dân trước. Tôi chỉ là phản kích thôi. Tả hữu, mau chóng giúp Tiểu Mãn thu dọn phòng. Lão Thiết, qua đây uống trà đi. Tiểu thư, ăn gì một chút nhé. Được rồi, ngồi đi. Đoàn trưởng, bộ chương này tìm được ở đâu? Khu chiến đấu chỉ có bằng ấy. Chỉ cần chú ý, ai cũng tìm được. Đoàn trưởng, không giấu anh, Điền Viên căn bản không nghĩ tới chỗ khác, một mực khẳng định do Triệu Kinh Trập làm. Đến báo cáo gửi sư bộ cũng viết xong rồi. Anh nghe hắn nói thế nào nhé? Triệu Kinh Trập đột kích Khâu Quân Quả, bị đoàn ta tấn công, thương vong hơn 300 người. Đoàn trưởng,
đến một người cũng không nhìn thấy. Con số thương vong này ở đâu ra? Lúc hắn vừa nhậm chức, hứa trong vòng 3 tháng tiêu diệt quân 11. Nhưng bây giờ đã 5 năm rồi, thực sự làm khó cho hắn. Ai nói không phải đâu. Từ sau khi Điền Nhi làm đoàn trưởng, đoàn 18 đã không còn là đoàn 18 của trước kia. Triệu Kinh Trập càng đánh càng mạnh, đoàn 18 càng đánh càng yếu. Tướng soái vô năng mệt chết ba quân. Tôi không cho phép anh nói đoàn 18 như thế. Có chuyện gì? Là trách nhiệm của một mình đoàn trưởng Điền sao? Người ở dưới không lẽ không có vấn đề sao? Anh nói đúng, chúng tôi cũng có trách nhiệm. Đoàn trưởng, quân Đông Bắc sao lại xuất hiện ở Phong Lĩnh? Bội chương chắc chắn là bội chương của quân Đông Bắc. Nhưng có phải là quân Đông Bắc hay không thì rất khó nói. Nên làm tôi đã làm rồi, điều tra vẫn phải để các anh làm. Chuyện này chúng ta đừng nên báo cáo thì hơn. Vì sao? Anh nghĩ đi. Nếu Điền Nhiên biết bội chương cho anh tìm được, nhất định sẽ lại nói anh vì giúp Triệu Kinh Trập thoát tội. Mệt thật đấy. Được, cứ làm như anh nói đi. Được. Lão Thiết, Đại Mãn gần đây có khỏe không? Ngoài Điền Nhiên, thuộc hạ cũ của anh trước đây đều ngó lơ cậu ấy, cũng rất đáng thương. Anh sẽ không cả đời này không gặp lại cậu ấy chứ? Tư lệnh à, không quân quả của đoàn 18 vừa xảy ra chuyện. Bây giờ bọn họ nhất định làm căng, cẩn thận một chút. Biết rồi. Còn có em, lần này đi thăm dò tin tức, đừng xin thêm chuyện gây rắc rối đấy, cũng đừng để mình bị thương. Em biết rồi, em cũng đâu phải trẻ con đâu. Anh yên tâm đi. Đi, chúng ta đi. Tư lệnh, theo lời của anh dặn, tôi đã bố trí xong không quân quả. Chỉ cần đám khốn đó dám tới, sẽ cho chúng có đi không có về. Nhất định phải cẩn thận. Đối thủ của chúng ta không phải hạng đơn giản. Phòng trực y tá, cô đi kiểm tra phòng bệnh số 1, cô đi kiểm tra phòng bệnh số 2. Bệnh nhân đó truyền xong, cô đi kiểm tra phòng bệnh số 3, tranh thủ thời gian, làm việc đi. Đường tiểu thư. Tiểu Mãn, cô về từ khi nào vậy? Tôi về hôm qua. Thật đúng là con gái 18 thay đổi càng ngày càng xinh đẹp. Được lắm, cô làm y tá trưởng. Cũng may là trở thành y tá trưởng, chịu được nhiều năm, cuối cùng cũng trở thành y tá trưởng rồi. Cô đợi tôi đi thay quần áo, làm tiệc tẩy trần cho cô. Được. Lần này quay về, không đi nữa chứ? Không đi nữa. Chuẩn bị làm ở đâu? Còn chưa nghĩ tới. Không chạy lên núi làm người rừng nữa chứ? Tôi không có ý khác, chỉ là tùy tiện nói vậy thôi. Phải rồi, anh tôi rốt cuộc là sao vậy?
Phu nhân, trưởng ban thiết của đoàn 18 về rồi. Anh Bạch, anh ở đây đợi tôi. Phu nhân cẩn thận một chút. Anh tôi sao có thể làm ra chuyện này? Anh cô làm sao? Anh cô là gì bảo vệ cô? Bảo vệ tôi? Bảo vệ tôi có cần vào đêm kinh trầm và cốc vụ động phòng đặt bơm hẹn giờ không? Vậy có liên quan gì tới anh cô? Là Trình Phó Liên tự mình sắp xếp, có biết chưa? Cô không cần giải thích cho anh ấy. Anh ấy là người thế nào tôi hiểu rõ hơn cô. Bọn họ vẫn tốt chứ? Tôi hỏi cô đó. Tôi không phải không muốn nói. Tôi sợ đã kích lòng tự tôn của cô. Bọn họ rất hạnh phúc có phải không? Hạnh phúc hay không tôi không biết, nhưng tiếng tâm của bọn họ rất gian, phu sướng phụ tùy, làm cho đoàn 18 sức đầu mẻ trán. Cha cô bị cách chức cũng do hai người bọn họ. Bọn họ chắc có con rồi chứ? Có con thì sao? Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh cũng chỉ biết đào động, sinh con cũng chỉ là thổ phỉ. Cô nói gì vậy? Nói linh tinh. Tôi nói linh tinh nhiều năm như vậy, cô vẫn bênh vực bọn họ là sao chứ? Làm quán phụ nghiện rồi sao? Ai là quán phụ? Cô cảm thấy nơi này ngoài cô còn nói ai được? Cô không biết cô năm đó vì tình nhân thổ phỉ mà đi khắp Đông Tây kêu quan, dáng vẻ thảm hại còn hơn cả đậu Nga. Kết quả thì sao? Triệu Kinh Trập và Thạch Cốc Vũ động phòng qua chút, ngọt ngào thân mật. Âu Dương Tiểu Mãn cô một mình tha hương, một thân một mình. Không phải là quán phụ thì là gì? Tôi nói cô, bản thân tôi cũng không tốt ở đâu. Sao vậy? Âu Dương Đại Mãn không cưới cô sao? Không đúng. Theo lý thì hai người nên ở cùng nhau mới phải. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cô là có ý gì đây? Đi Nhật Bản một chuyến học hư rồi sao? Người Nhật xấu tôi thấy cô cũng xấu rồi. Người Nhật có người tốt, người Trung cũng có người xấu. Ai? Chú Thiếp. Nha đầu, sao cháu dám vào thành? Không biết bản thân thân phận gì sao? Cháu biết đoàn trưởng điền cho thưởng 5.000 đại dương muốn lấy đầu cháu. Có điều hắn quá keo kiệt rồi, cháu bế qua tu nguyệt chim sa cái lặng như vậy chỉ đáng có 5.000 đại dương, ít cũng phải thêm 2 con số không, còn chưa chắc đủ. Thôi nói nhảm đi, biết nguy hiểm còn dám tới. Cháu không phải nhớ chú hay sao? Qua đây thăm chú. Nhớ chú là nhớ vật tư của chú mới đúng. Nhà đầu cháu cùng Triệu Kinh Trập cướp đi biết bao nhiêu lương thực giải bông ở ban quân nhu của chú, bao nhiêu vũ khí và thuốc. Không phải để mặt cha cháu, ông đây bắt cháu rồi. Nếu không phải để mặt cha cháu, chúng ta còn chưa biết ai bắt ai đâu. Chú Thiết à, bây giờ có lẽ chú cũng biết cháu thân phận thế nào, địa vị thế nào. Trưởng ban quân nhu của quân 11 phong lĩnh, phu nhân của Triệu tư lệnh. Có gì mau nói xong thì biến đi. Chú Thiết, cháu nghe nói mấy hôm trước không quân quả của chú bị đột kích, không liên quan tới các cháu chứ? Chúng cháu còn chưa ngốc tới độ tự tới tìm chết. Chú nói có thể là ai? Lá gan cũng lớn quá rồi. Chú hỏi cái này làm gì? Có phải các cháu cũng gặp rắc rối không? Chú Thiết à, cháu nói với chú, người dám chọc vào quân 11 tới bây giờ vẫn chưa sinh ra đâu. Con vịt nấu chín chỉ còn biết há miệng. Chú nói có thể là ai chứ? Điều tra chưa? Người của quân Đông Bắc. Quân Đông Bắc, quân của Trương Học Lương. Ở đây đi, chú đi xem.
Đại Mãn, chú Thiết, có chuyện gì? Triệu Kinh Trập xuất hiện rồi. Triệu Kinh Trập lại vào thành à? Hắn lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Khâu Quân Quả cũng dám nổ. Lần này cuối cùng để cháu bắt được hắn rồi. Khâu Quân Quả, cháu phải đi tới Khâu Quân Quả xem thử, đừng để xảy ra chuyện gì. Mau đi. Con gia đầu này không muốn sống nữa sao? Mấy người đi mau, đi với tôi. Dân, Bạch Long, phu nhân, có chuyện gì vậy? Các anh đem chúng ta ra ngoài mua đồ ăn, bị người của Liên đặc vụ nhận ra. Các anh đem khác thì sao? Có hai người chết, người khác chia ra trốn rồi. Cô mau đi tìm nơi ẩn nấp đi. Tôi dùng đám người khốn này đi. Cốc Vũ, đừng kêu. Cậu kêu tôi nổ súng bắn chết cô. Tiểu Mãn, đã lâu không gặp. Mau, mau lục soát cho tôi. Anh Đại Mãn, đừng bắt. Sao em lại ở đây? Tiểu Mãn, anh, em về lúc nào? Em về hôm qua. Phải rồi, em với Đường Bắc uống cà phê. Anh có muốn ngồi cùng không? Anh còn công vụ, để hôm khác đi. Bây giờ thời loạn lạc, em nhớ cẩn thận đấy. Có lời gì về nhà nói sau. Đi. Chị em, cô dám nói cho Âu Dương Đại Mãn chuyện tối hôm nay? Đừng trách tôi trở mặt với cô. Tôi sao dám nói với Âu Dương doanh trưởng? Vẫn khỏe chứ? Tốt lắm. Còn cậu? Mình cũng rất tốt. Chuyện ở sườn núi Loạn Thạch, xin lỗi cậu. Có liên quan gì tới cậu đâu. Âu Dương Đại Mạng đến cha mình cũng bán đứng, huống chi là chúng ta. Bất kể thế nào, mình cũng có trách nhiệm. Điều đã qua rồi, đừng nhắc nữa. Sớm nghỉ ngơi đi. Cậu cũng nghỉ đi. Phim được thuyết minh bởi YoYo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Em, mở cửa. Tối qua em ở đâu vậy? Anh tìm em cả tối, nóng ruột muốn chết. Sao lại ở đây? Phu nhân, cô về rồi.
Triệu tư lệnh và chúng ta mới đặc biệt tới. Tối hôm qua em trốn ở chỗ chú Thiết một đêm. Quay về đi, không sao rồi. Quân Đông Bắc, quân Đông Bắc sao có thể chạy tới đây? Em có nghe nhầm không vậy? Triệu phu nhân, anh nói cái gì? Em nghĩ gì đấy? Không nghĩ gì cả. Quân Đông Bắc sao có thể, sao có thể tới Phong Lĩnh? Chú Thiết nói vậy, anh tin thì tin đi. Anh thấy em rất kỳ quái. Có phải tối hôm qua bị dọa không? Làm gì vậy? Không bị dọa. Hôm nay có phải lượt anh ngủ giường không? Anh mau chóng đi ngủ đi. Anh muốn thương lượng với em một chuyện. Cái gì vậy Triệu Kinh Trập? Em làm gì kinh ngạc như vậy? Đây là vợ chồng già rồi, có cần tới mức đó không? Ồ mà cái gì? Thằng Cốc Vũ, anh muốn thảo luận với em một chuyện vô cùng quan trọng. Em không muốn nói, ngày mai hãy nói đi. Anh cứ phải nói. Em có phải đã quên giao hẹn của chúng ta trong hôm động phòng qua chút? Kinh Trập, chúng ta là một ước định đi. Em nói. 3 năm. Chúng ta đợi thêm 3 năm. Nếu như 3 năm sau anh vẫn không ở bên Tiểu Mãn, hai chúng ta sẽ trở thành vợ chồng thật. Nếu như đầu anh chưa hỏng thì bây giờ đã qua thời gian từ lâu rồi. Em quên rồi. Sao có thể quên chuyện lớn như vậy cũng quên? Đừng có đùa chứ. Em chưa từng nói lời như vậy. Em quên rồi. Anh không muốn đoạn tử tuyệt tôn. Triệu Kinh Trập, anh làm gì vậy? Anh Triệu Kinh Trập, anh muốn làm gì? Bệnh thần kinh sao? Anh nghi ngờ tối hôm qua anh hoàn toàn không tới nhà trưởng ban Thạch. Có phải Tiểu Mãn về không? Em gặp Tiểu Mãn rồi sao? Cha, Tiểu Mãn, cha còn chưa ngủ sao? Sao con chưa ngủ vậy? Con không ngủ được. Cha cảnh cáo con, tối qua con cả đêm không ngủ, nếu hôm nay lại thức đêm, cơ thể làm sao chịu nổi đây? Cha làm sao biết tối hôm qua con thức đêm? Trong nhà có khách quan trọng như vậy, cha không biết mới lạ đấy. Cha, cha biết rồi sao? Cha đương nhiên là biết. Cha của con còn chưa tới lúc già hồ đồ. Có phải con vừa về đã gây phiền phức cho cha không? Mắt già qua mắt, nhìn nhầm người thôi. Cảm ơn cha. Nói với cha, các con nói chuyện gì? Em thấy cô ấy có rất nhiều lời muốn nói với anh. Thực ra em cũng có rất nhiều lời muốn nói với cô ấy, nhưng chẳng ai mở miệng nói gì hết. Hai người chúng em chẳng có cảm giác lâu ngày gặp lại, mà càng giống như những người bạn bình thường, không còn thân thiết nữa. Thực ra luôn không nói chính là cảm giác lâu ngày gặp lại. Thật ra em rất muốn nói với Tiểu Mãn cuộc sống của hai chúng ta, nhưng không biết vì sao lời đến miệng rồi lại không thể nào nói ra được. Không thể nào nói cho cô ấy biết. Cốc Vũ, em đừng có tự làm khó mình. Thật ra Tiểu Mãn trở về, anh chỉ có thể nói với em, chuyện đã qua thì cứ qua thôi. Anh sẽ không ở bên cô ấy.
Em bây giờ là vợ của anh, cứ như vậy đi. Cha không ép con, càng không bắt con quên nó đi. Nhưng mà cha vẫn nói câu đó, hai đứa không thể ở bên nhau. Thực sự không thể ở bên nhau. Cha nghĩ đi đâu vậy? Kinh Trạch bây giờ đã có Cốc Vũ rồi, con sao có thể, con sao có thể làm vậy chứ? Bây giờ con chỉ có thể chúc phúc họ thật lòng mà thôi. Con nói thật lòng đấy. Con vui hay buồn, cha đều có thể nhìn ra, sao có thể giấu cha chứ? Đứa con gái đáng thương. Tư lệnh, anh chắc đám quỷ hồn đó ở thôn Què, tai mắt của chúng ta đều nhìn rõ, chắc chắn là người của quân Đông Bắc, thủ lĩnh họ Ngô. Có cần tập trung người của chúng ta tiêu diệt chúng không? Không thể làm. Đám người này đều là lão binh, một khi đánh nhau chúng ta sẽ thiệt. Hơn nữa chúng ta không thể để Đoàn 18 cơ hội ngươi ông đắc lợi. Như vậy phải làm sao? Mặc kệ thôi. Anh thực sự muốn một mình tới thôn Què? Đám lão binh đó chỉ có thể dùng mưu, không thể tấn công. Bọn họ biết xuất quỷ nhập thần, ông đây cũng biết bất ngờ đột kích, có đúng không? Dám đối đầu với quân 11, chỗ đạn này là chuẩn bị cho họ đấy. Ông đây sẽ đổ cho bọn họ hồi hương. Không được, quá nguy hiểm rồi. Không sao, em nghe anh nói, anh đối với mọi con đường hầm ở thôn Què đều nắm rõ trong lòng bàn tay, căn bản không cần đánh được gì với họ. Tới lúc đó anh sẽ mang chỗ bơm này ném xuống dưới mông của bọn họ cho nổ tung hết. Không được, xác suất nguy hiểm của anh là 1%, xác suất nguy hiểm của bọn họ là 99%, 1% cũng là nguy hiểm. Em đi với anh, thêm một người thêm một phần sức mạnh. Thêm một người như em, thêm một phần nguy hiểm bại lộ. Không được cũng phải được. Nếu như không cho em đi, anh cũng đừng hòng đi. Anh nói này Triệu phu nhân, chỗ này là đường hầm do thổ phỉ Thanh Phong Lĩnh làm, phía trước là phòng của Yên Nhiên. Anh điều tra rồi, bọn họ đều sống trong cái diện này. Chỗ thuốc nổ này đủ cho bọn họ nổ tung lên trời. Đợi ở đây đi, anh chuẩn bị bữa tối cuối cùng cho họ. Nhà của tôi ở trên sông Tùng Hoa Đông Bắc. Ở đó có cao lương đậu nành trải khắp núi. Nhà của tôi, anh nghe đi, sắp chết tới nơi còn rảnh rỗi ca hát. Về nhà mà ca hát đi. Anh đợi thêm nghe đi. Ở đó có đồng bào của tôi. Ngày 18 tháng 9, ngày 18 tháng 9, vào lúc bi thảm nhất, ngày 18 tháng 9, ngày 18 tháng 9, bọn họ thực sự là quân Đông Bắc, rất nhớ nhà. Vào lúc bi thảm nhất,
rời khỏi quê hương, dứt bỏ kho báu vô cùng lan bạc khắp nơi. Kinh Trập, em thấy hơi nhớ cha. Anh cũng nhớ bọn họ. Quân Đông Bắc phụng mệnh rút khỏi Đông Bắc, đến Cam Túc và Thiểm Tây diệt cộng. Rất nhiều lão binh đào ngũ. Chúng ta gặp một đội như thế, bọn họ cũng không dễ dàng gì. Hay là chúng ta bỏ đi? Lương thực thì còn dễ nói, nhưng còn mười mấy mạng người, anh làm sao ăn đói với các anh em? Bọn họ thực sự rất đáng thương. Suy nghĩ thêm đã. Lý trưởng, bản đồ. Báo cáo. Liên trưởng, bên ngoài có người gây sự. Dừng tay. Dừng tay. Có bản lĩnh thì một mình anh thách chiến, không nhờ ai giúp. Anh là ai? Lời này tôi nên hỏi anh. Thân thủ không tồi, đánh tay cũng đau. Nghỉ một lúc. Không cần, đánh anh đủ rồi. Được. Phim được thuyết minh bởi YoYo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Nói đi, ai phái anh tới? Người của đoàn 18. Đoàn 18 là cái thá gì? Chúng tôi là quân 11 phong lĩnh. Chưa nghe nói. Anh vừa tới phải không? Anh ở thành phong lĩnh rửa tay sạch sẽ thăm dò xem có ai không biết quân 11 phong lĩnh. Tài khoác lá cũng được đấy. Cái Hà Hậu Ngô phải không? Làm sao anh biết? Giết người của tôi, cướp lương thực của tôi. Thật tưởng là trời không biết đất không hay. Tôi chưa từng giết người tốt, cũng không quấy nhiễu dân thường. Lương thực của thổ phỉ cũng là cướp mà có. Ai là thổ phỉ? Oh.
生生死死，心中明媚着永远的。